Rồi, nay làm cái clip tốc độ cho anh em không có thời gian á nè. Anh em nào muốn mua hàng vui lòng liên hệ Zalo, em có clip test từng chi tiết luôn ha. Đây, con rùa cắt tròn D600, con này cắt được nghiêng được 45 độ luôn. À, anh em bẻ cái đầu này nó nghiêng được 45 độ, anh em vác tròn, vác lõm, vác cong gì cũng được ha. Đó, lên xuống qua lại trái phải, nói chung là chạy ok ngon lành. Cắt được đường kính mắt của nó là D600mm. Ha. Đó, đường kính 600. Hoạt động ok ngon lành, con này của người Tanaka. Đó. Điều tốc đây đảo chiều có hộp số luôn. Clip test này sẽ chèn vô sau. Rồi, anh em nào cần liên hệ con này ha. Ở trên bàn một số món đồ nhỏ. Cái này bán 2 triệu nha anh em. Tay đế từ robot của thằng Tekusa. Đồ hoạt động ok ha, đồng hồ không chấp không màu. Đồng hồ rất là đẹp luôn. Made in Japan, hàng đi Nhật đàng hoàng. Đó, ha. 2 triệu cây này. Rồi, cặp cảo. Một cây cảo giật ở ngoài với một cây cảo giật ở trong. Đó, chiều dài của cáo giật này là khoảng 70cm, to lắm nha nè, to lắm ha. Đó, bán là em bán cả cặp luôn. Đó, rồi vài bữa nữa em sẽ lên cái cảo cô tô siêu to khổng lồ kia ha, vài bữa nữa. Bữa nay chưa có vệ sinh xong. Đó, bây giờ bán cặp này trước. Đó, cái này cáo giật của cô tô, cũng còn rất đẹp luôn. Đó, dài khoảng 60cm nha nè. Cáo giật ba cháu. Cái này giật dòng bi ngoài, còn cái này giờ anh em bóp hai này lại nè, là nó ở ra nó giật dòng bi trong. Cái hàm ok lắm á nè. Đó. Rồi này bán cái cặp nha nè. Rồi đồng hồ này, đồng hồ CO2. Đó, xài điện 100V, anh em muốn xài 220 thì em sẽ thay cái cục nhiệt ở trong này. Để anh cấp điện 220 xài ok á, còn anh em muốn xài zin thì xài điện 110. Của Tanaka, cái này sơn lại nha. Cái này sơn màu bạc rồi nha. Đó, con này giá rẻ ha. Con này giá rẻ. Con này giờ bán nhiêu ta? Bán cho vui thì bán 400.000. Rồi, con này đồng hồ cho anh em ạc rong nè. Đó, hàng tích. Con này còn đẹp nha nè. Anh em xài liên hệ cho em á. Đó, bao anh em ra riêng ạc rong luôn. Rồi, con này là CO2 nè. Con này còn đẹp nha nè. Con này giá liên hệ nha. CO2 ha. Điện zin 100V này muốn lên 220 em lên 220, còn anh em muốn xài điện zin có điện zin. Đó, 100V. Bao xài bao xì luôn. Nó con này bán rẻ nha nè. Rồi một cặp Osiga của Tanaka. Hoạt động ok ngon lành, vệ sinh sạch sẽ, ha, sơn lại rồi. Sơn lại nha nè, không sơn nhìn nó xấu lắm ha. Đó. Sơn lại rồi, made in Japan, hàng nội địa Nhật, một cặp của Tanaka luôn. Đó, cặp này anh em nào lấy liên hệ cho em nha. Giá tốt. Rồi một cây mô lết của KTC, lốp M200. Đó. Ha. Đây cái hàm nó mở được khoảng 30-31 ly. Nó còn rất là đẹp luôn nha nè. Bóp lại cho anh em xem. Cái đời này bây giờ không có bán nữa ha. Ít lắm. Ha. Hàng bãi còn rất là đẹp. Rồi anh em nào lấy cây này thì 450 nha nè. 450 cây này ha. Rồi cây này cũng 450 luôn. Cây này của Mỹ. Rồi Rit Tool. Rit Git. Đó, cạo dây. Đã đo cọng dây cho anh em xem cái. Cọng dây nó dài khoảng 40cm. Ha, cạo dây còn đẹp lắm nha, nguyên zin luôn, 450 luôn. Rồi cái này là cái kéo để giật tôn. Đó, cắt tôn, tôn mỏng khoảng 5 dm, cắt ok. Đó, thì để tấm tôn vô thì mình kéo giật bằng tay ha. Em sẽ chèn cái clip minh họa vô sau. Rồi cái này bán 500.000 vậy nè, 500.000. Rồi cái ổ khóa của Winner thì em chạy chiếc Winner, bây giờ em lên Sparky á, lúc mới mua xe luôn là lên Sparky luôn. Giờ bán lại cái ổ này còn đẹp luôn nha nè, còn đẹp, chưa xài ha. Chưa xài được bao lâu là tháo ra là lên Sparky luôn, tại sợ mất xe á. Nên giờ bán cái ổ khóa này cho anh em nào xài vừa thì mình gắn nha. Còn một chìa nha nè, một chìa với cái đầu mở ổ khóa. Đó. Còn mới đẹp, cái này 500.000 á. Rồi, một cái cảo, cảo nhỏ, siêu nhỏ luôn. Đó, cái này bán 400. 4 am, GB-75, siêu nhỏ luôn nha nè, nhỏ lắm nha. Đó. Cháu còn đẹp nè, không bị mài, nên mua cảo nên mua luôn, lưu ý kỹ ha, ở dưới chân cháu là không có mài nha. Nó có một số cây hiện giờ nó mài để nó cảo mấy cái bạc đạn mỏng á. 400 cây này. Rồi cái này. Cái dây mài. À, dây mài. Đó thì anh em sẽ gắn cái máy khoan này kẹp cho đầu này, còn đầu này là mài. Khi mà anh em bóp cái cò này, này bóp cái cò. Đó là nó sẽ ăn cái ly hợp vô thì lúc đó cái đầu nó mới quay ha. Còn nếu mà anh em buông cái cò ra là cái cọng dây nó quay mà cái đầu nó không quay, nó phải bóp cái cò này vô thì nó mới quay. Đó, cái này anh em nào mua với lòng liên hệ Zalo, em sẽ gửi clip test sau ha. Đó, cái này bán 600.000.
Rồi cây búa. Cây búa bán 300 ngàn của Thụy Sĩ, một đầu bằng sắt, một đầu bằng nhựa. 300 ngàn của Thụy Sĩ nha nè, dài khoảng 30 cm đây. Mizuban BB3042 nè. Đó, Thụy Sĩ. Ủa này nói như ta. Này mở con số 3. Cái này bán 400 ngàn vậy nè, mở con số 3. Ha. Mở 34 là ok luôn. Đó, anh em nào là máy tiện, máy khoan, máy phay gì đó ha. À, còn cây cần lực này nữa. Cây này bán 1,2 triệu một cây nha nè. Lực của nó là 90. Đó, anh em xài cái chì lục giác, anh em đút vô cái đuôi để anh em dặn để anh em chỉnh lực ha. Đó, cái này lực tối đa của nó 90. Cái đầu nó đầu 1/2 nha nè, có đầu chiều đàng hoàng, ok ngon lành ha. Đó, cái lực nhỏ nhất của nó hình như không nhớ bao nhiêu, hình như là 30 hay 20 gì đó, 90. Lực tối đa của nó 90. Để đo chiều dài cho anh em xem luôn. 1,2 triệu một cây nha, chiều dài 32 cm nha. Rồi tới cái này. Rồi cái này bán 1 triệu nha anh em, một cái đồng hồ đo tốc độ động cơ nha. Đo được tới 10.000 vòng phút luôn. Đó, 10.000 vòng phút luôn. Còn hoạt động ok con lành, bữa hổm mới test rồi. 1 triệu luôn. Rồi, cây Rive của ông Bob, cây này chiên rút trên 2.4 thôi nha anh em. Đó, cây này bán 1,5 triệu nha. Đinh siêu nhỏ nè, anh em nào làm đồ nhỏ 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 xíu xíu á thì lấy cái này về ha, chỉ rút được đinh 2.4 thôi nha, chiên đinh nhỏ thôi. Nó có cái hơi để lúc nào nó cũng hút vô hết. Đó. Thì anh em sẽ nghe cái tiếng xè xè, ha, hoạt động ok ngon lành. Rồi, cây này 1,5 triệu. Rồi còn mấy cây bút thử điện bình. Đó, DC 6V 24V thử điện bình nha nè. Đó thì cái này em bán 130.000 một cây. Đó, bao ship luôn. Đó, để vô cho anh em coi nè. Đó, ha, nó lên ha, lên đèn. Rồi, này mấy anh em kẹp hai đầu âm dương vô là lên đèn nè. Đó, rồi ok. Rồi, 130.000 một cây thử điện bình của Anet. Đây cho anh em xem lại Anet. Anet Japan 1035 DC 6V 24V 130.000 một cây. Rồi hai cái bơm tưới nguội, một cái là mới chưa xài luôn. Có thùng giấy luôn. Thằng này là Đài Loan xuất Nhật nha anh em, mấy Intaiwan của thằng Fuji Electric, Fuji Electric thì quá nổi tiếng luôn rồi. Nè, có nguyên 60W nè. À, hai cực, điện 220. Đó, 3 pha 200V, đó 60W. Cái này anh em đấu tụ chạy ha. Đó, thông số đây. Bơm cao 2m, số lít là 20-30 lít một phút tùy anh em xài cái tần số bao nhiêu. Đó. À, còn nguyên cái hộp giấy luôn. Hộp giấy nó hơi rách nát xíu nha nè. Con này bơm mới chưa xài luôn anh em. Nè, chưa có đấu điện chưa gì luôn á. Thì khi bán em sẽ đưa cái hộp giấy cho anh em luôn. Con này 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Rồi, con này là một cái con bơm của thằng Terran. 700W nha nè. 700W ha. Con này là bơm 2 tầng cánh. Bình thường cái bơm này nó chỉ có 1 tầng cánh thôi. Như đây ha. Con này là 2 tầng, 2 cánh luôn. Nó bơm nén lên đây rất là mạnh ha. Con này 700W, gần một ngựa luôn nha nè. 750W là một ngựa, con này 700W ha. Để chèn cái clip vô sao. Con này bán 2 triệu. Đó, 2 triệu. Ở đây em có một con Mitsu. Con Mitsu này cũng giống con bơm Terran luôn, cũng 2 tầng cánh luôn. Cũng Mitsu luôn nè. Zin 3 pha 200V. Đó, Zin 3 pha 200V. Nó xài 3 giây ha. Thì anh em đấu tụ vô chạy thoải mái, con này cũng 700W luôn. Cũng 2 tầng cánh y chang thằng Mitsu luôn. Ủa y chang thằng Terran luôn. Đó, hoạt động ok, con này xấu hơn bán 1,5 triệu. Đó, 1,5 triệu nha nè. Còn cái con đẹp nè, con đẹp ơi là đẹp luôn. Con Terran bán 2 triệu. Chuyển khoản bao ship ha. Rồi cây cảo này siêu to khổng lồ luôn. Đó, cây này nặng hình như là 17 kg. 17 kg nha nè. Cái tì nó dài 40 mấy cm luôn nè. Khoảng 40 đi ha. Tì dài 40 cm. Đó, hai cái dài, rất là dài, rộng luôn nha nè. Rộng khoảng 3 mấy luôn nè. À, rồi cái đôi cái chân dài. Đó, cái chân dài khoảng 50 luôn nè, từ đầu tới đuôi 50 nè. G18 của Super Tool. Tì răng còn rất là đẹp luôn ha. Nên là lấy cây này thì lấy, còn không thì anh em lấy cái cây cái nước xi nó xấu hơn, cũng y chang luôn, mà nước xi xấu hơn, rẻ hơn 500.000. Đó ha. Cây này đẹp. Rất là đẹp, nguyên zin luôn nè, cái cháu cũng rất là đẹp. Đó, rồi một con Eto kẹp nhanh của Aeron, hạ 150 mẫu 160. Hoạt động radio nhẹ nhẹ máy, thanh lý giá rẻ cho anh em luôn. 1,5 triệu, không bao ship nha nè. 1,5 triệu, giá cực kỳ rẻ luôn rồi. Ha. Khi mà anh em kẹp nhanh, em gạt này xuống nè, là kẹp cứng. Anh em mở ra rồi anh em rút là thao tác nhanh ha. Còn anh em kẹp vô nè, xong anh em gạt này xuống là tự động nó đẩy cái hàm nhẹ vô một cái nữa, kẹp chặt rồi. Rất là chặt luôn. Của Aeron nội địa Nhật, Made in Japan luôn, 1,5 triệu. Con này không bao ship nha nè, chuyển khoản. À, không bao ship, cái nào bao ship nó bao nha. Rồi đó là tất cả món hàng ngày hôm nay, anh em nào mua hàng vui lòng liên hệ Zalo của em á,